Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Ford để ngỏ khả năng hồi sinh chiếc Fiesta dưới dạng một chiếc xe ô tô điện. Hãng Ford có khả năng sẽ không từ bỏ phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ sau khi khai tử Ford Focus và Fiesta ở châu Âu mà sẽ trở lại dưới dạng xe ô tô điện. Ford đã chính thức cho ngừng sản xuất mẫu hatchback Fiesta từ đầu tháng 7 này, đánh dấu sự ra đi của chiếc xe từng được rất ưa chuộng tại thị trường châu Âu, để lại rất nhiều tiếc nuối cho người tiêu dùng. Việc khai tử hai mẫu hatchback gia đình là Focus và Fiesta cũng đánh dấu sự rời bỏ của Ford đối với phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường châu Âu. Hãng xe Mỹ cho rằng chính sách cấm cửa xe xăng trong tương lai của EU khiến cho những chiếc xe cỡ nhỏ thực sự không hề mang tính kinh tế. Tuy nhiên, người đứng đầu phụ trách phân khúc xe du lịch của Ford tại châu Âu, ông Martin Sander, vừa qua đã bỏ ngỏ ý định quay trở lại bán những chiếc xe điện gia đình cỡ nhỏ trên nền tảng Fiesta. Mẫu xe này có thể được hợp tác và phát triển cùng với Volkswagen. Nhà máy sản xuất ô tô Ford tại Cologne của Đức, nơi đây, thường vận hành dây chuyền sản xuất của Fiesta đang trải qua đợt cải tạo và mở rộng mạnh mẽ trị giá tới 2 tỷ đô la để chuyển sang sản xuất mẫu xe ô tô điện mới dựa trên nền tảng mẫu xe ô tô điện MEB của Volkswagen. Đây cũng là mẫu crossover điện mới nhỏ gọn, tiện lợi sản xuất trên nền tảng MEB với tên gọi Ford Explorer sẽ được chào bán tại các đại lý của Ford trải dài khắp châu Âu vào đầu năm 2024. Hiện nay Ford châu Âu đang chờ nền tảng xe điện thứ hai sắp tới được mở ra tại Mỹ với phiên bản bán tải và SUV 7 chỗ. Nền tảng này sẽ được nội địa hóa cho thị trường châu Âu trên dây chuyển sản xuất của nhà máy chế tạo ô tô Ford tại Valencia của Tây Ban Nha. Hiện nay Ford và Volkswagen đang có một giai đoạn hợp tác thân thiết khi hãng xe Mỹ đồng ý phát triển cho Volkswagen một mẫu xe bán tải dựa trên chiếc Ranger, một phiên bản xe du lịch thương mại dựa trên chiếc Transit và trong khi Volkswagen lại đang phát triển một mẫu xe van cỡ nhỏ dành cho Ford dựa trên nền tảng Caddy. Mẫu Explorer mới dựa trên nền tảng xe điện MEB của Ford được đánh giá sẽ là có mức khởi điểm dưới 45.000 euro trong khi một mẫu crossover thể thao của Ford cũng dựa trên MEB dự kiến sẽ ra mắt trong năm tới. Dựa trên những mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà sản xuất, giới quan sát đánh giá rất cao rằng với nền tảng MEB của Volkswagen sự hồi sinh của Fiesta chắc chắn sẽ được Ford cân nhắc nghiêm túc trong một biến thể chạy điện phù hợp hơn trong thời gian sắp tới. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.